đẹp quá, cảnh đẹp. Tết rồi nắng đẹp. Em sang cũng biết à? Anh biết à? À, nhắm ra cho người ta thuê chỗ gì ấy. Đập này kẹo quá. Ở đây mà nướng gà, nướng cá thì ngon. Đấy, rất đẹp. Người đẹp. Tít bên kia là có mấy bản cái mông này. Xa, mấy cái vài cây. Cảnh đẹp quá. Ở dưới kia người ta đang đi nướng gà. Kia kìa, ta đang nướng gà. Đây, đây, cả đống người này. Đang nướng gà đấy. Bọn trẻ con này lên rừng kìa. Okay. Hôm nào có dịp vào đây nướng gà quay cho mọi người xem nhé. Dưới kia người ta đang nướng gà vui. Ôi, cái gì đây? Ừ nhỉ, cho quay một tí nha. Quên mang cái gậy kia rồi, nó rung quá. Không, cái chỗ quay phim ấy. Cái cảnh đẹp quá, người không đẹp ra lắm. À, nước này trong lành nhưng mà không ai tắm nhỉ. Hay là vào đây tắm tí nhỉ. Chụp ảnh á. Đậy xíu. Thôi tắt nhá. Đúng rồi, như anh ấy. Tao mà nước đục, tao mà như nước trong quá không có cá.